Con hươu còn biết yêu thương mẹ. Dê mẹ xả thân bồi sữa cho dê con. Đại bàng lớn tụ thành đàn bay về hướng nam. Những con quạ còn biết đúc mồi cho quạ con. Người già luôn định được phương phía trước. Bồ câu thường giúp người đưa thư. Bò già rồi mà vẫn phải cày ruộng cho người. Chó thì rất trung thành với chủ. Không khí với ánh sáng mặt trời vốn dĩ rất tự do. Hơi thở dưới đao của người đồ tể là ngắn ngủi như thế. Tất cả nhịp mạch đập đều là tuyệt vời của thế giới này. Tôn trọng tất cả sinh mệnh chính là yêu quý sinh mạng chính bản thân mình. Bảo vệ tất cả sinh mệnh chính là mang lại món quà hạnh phúc cho bản thân mình. Thay đổi góc nhìn, bạn sẽ phát hiện thấy loài vật và chúng ta đều như nhau. Phản quang, câu chuyện của hai mẹ con. Mẹ, mẹ con về rồi. Mẹ con về rồi. Mẹ, trời lạnh như vậy mà mẹ ra đây làm gì? Không sao, mẹ đoán là con sắp về tới nhà nên ra xem thử. Ôi con à, mấy con thiên nga này là... Ê mẹ, mấy con thiên nga này chúng bay đáp xuống bờ sông tìm thức ăn bị con giăng bẫy bắt được. Ngày mai là cuối năm, chúng ta sẽ dùng bữa cơm thịnh soạn với thịt thiên nga. Việc này không tốt đâu con ơi, hay là chúng ta thả nó đi con ơi. Mẹ à, không có sao đâu, đây chỉ là hai con thiên nga thôi mà. Mẹ này, đừng có cằn nhằn con nữa mà, chúng ta vào nhà đi thôi mẹ. Ừ, thì vô nhà vậy. Con ơi, hôm nay mẹ thấy trong người không khỏe. Mẹ không muốn ăn thịt thiên nga. Con... hay là con đừng làm thịt chúng. Dạ, con biết rồi. Vậy tạm thời chúng ta để chúng lại nuôi. Đợi mẹ khỏe rồi, hãy làm thịt chúng. Mẹ, trời tối dậy rồi, mẹ còn định đi đâu nữa vậy? Con cứ ngủ đi, mẹ nghe trong nhà bếp có tiếng động.
Mẹ, mẹ à, mẹ có sao không? Mẹ, mẹ à, mẹ có sao không? Trong nhà bếp có cái bóng đen, làm mẹ sợ quá. Con à. Mẹ, mẹ đừng lo, để con đi xem thử. Sẽ không có chuyện gì đâu. Mẹ ơi, đó là tiếng động của hai con thiên nga ở trong nhà bếp đang tỏ tình gây ra. Mẹ đừng sợ, đi, con dắt mẹ vào xem. Mẹ xem kìa, đúng là tự mình dọa mình, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Con thấy đó, hai con thiên nga này cũng giống như chúng ta, cũng biết tỏ tình. Cũng có tình cảm, làm sao con lại có thể nhẫn tâm giết chúng cho đành, hay là con thả chúng nó bay đi? Này Thiên Nga, thật xin lỗi các ngươi. Nào bay đi. Giọng mơ. Nam mô A Di Đà Phật.
Ami.